Rồi, xin chào tất cả anh em mình ha. Hôm nay là ngày 2 tháng 4, cũng là video đầu tháng thôi. Em cũng xin phép lên video bao gồm 34 mã hàng như thế này đây, ba máy với máy cầm. Thì cũng như thường lệ thôi. Hai video đầu tháng em sẽ hỗ trợ cho anh em mình là bao ship hoàn toàn nha. Anh em không tốn tiền ship, anh em mua hai đơn, anh em sẽ được giảm 5% và anh em mua ba đơn sẽ giảm 10% ha. Rồi về phần ship hàng thì em bao ship rồi em không nói nữa nha. Tất cả hàng hóa em đều đóng ống nước hết cho anh em mình luôn. Hàng tới anh em kiểm tra thanh toán và trả tiền giúp giùm em. Về phần chốt đơn thì quý anh em vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919 192035 nha. Em tin nghiệp, em không chốt đơn hình thức khác, mong quý anh em thông cảm cho dùm em. Đó thì hôm nay video khuya nên anh em phép lên hơi nhanh xíu nha nè. Đó video em đã điều chỉnh giá, tất cả điều chỉnh giá rất là thấp nha, cũng sale giá rất là mạnh rồi. Thì anh em nào thấy thì cứ chốt một chốt nha. Con máy đầu tiên em gửi đến anh em mình là con máy Daiwa Long Bem. Con này size khoảng 7.000, có 5 mô bên sống nha. Hình đẹp, tem mát đầy đủ hết nè. Tem mát đầy đủ hết. Con này thì thông số cước của nó là cước số 3 280m, cước số 4 200m nha, cước số 5 150m, mua viên sóng đổi tay trái phải được hết. Con máy không lỗi lầm nha. Con này thì em sale giá còn 900 mã số 1 nha quý anh em. Nó cho nên quấn lục hoặc cũng quấn bạc bãi biển hoặc là câu câu bạo lực luôn nha. 900.000 giá bèo nhèo luôn. Rồi con máy số 2 gửi đến quý anh em mình là con máy Daiwa Emblem nha, 5500. Con này dạy 6 bậc đạn, con này đời đời cao nha anh em. Con máy gấp châu bò. Đặc biệt con này size khoảng 10.000. Con này size thực tế nó khoảng 10.000 nha anh em. Con máy còn rất là ngon, chưa bung máy chưa gì hết. Đó, vẫn là mua bin sóc. Đổ tài trái phải được hết, con máy này thì cực kỳ mượt luôn, giá rất ok, đã điều chỉnh sale còn 1.3 triệu. Cước số 8 250m, cước số 10 200m nha. Hoàn hảo, không lỗi lầm gì hết, máy chưa bung luôn, cực kỳ ngon. Xe giá còn 1.3 triệu, giá sập sàn không còn bớt nữa nha. Full dây trong đây luôn. Anh em không tốn tiền mua cuộn giấy mấy trăm ngàn nữa nha. Rồi, mã số 2 giá 1.3 triệu. Rồi tiếp theo cho lên cho anh em mình con máy Shimano Abito 6.000. Đó, con này ngoại hình đẹp nha. Hôm trước bác nào hỏi kiếm con 6.000 em còn con sale giá luôn nè. Nó con máy này full carbon, hàng Malaysia xuất nha anh em. Đổ tay trái phải cực kỳ mượt mà luôn. Nó con máy cũng vậy, chưa bung chưa ra lắc gì hết nè. Rồi con này mã số 3 em sale giá còn 900.000 nha anh em. Đó, giá sập sàn không còn giảm kịch, không còn giảm nữa nha, được bao ship luôn nữa. Đó, miễn trả giá nha quý anh em. 900. Rồi cây tiếp theo lên cho anh em mình cần rút mini nha. Cây này rút mini hàng carbon, bắt máy Fuji. Nè, tất cả fan Fuji hết, đồ bu phản quang luôn ha. Cây này cứng cao cứng 30 và 1m8 nha. Rút mini thì cứng 30 là cứng nhất rồi. Mà hình đẹp nè. Tem là tem nội địa Nhật nha. Hàng xuất Nhật nhưng mà xuất thị trường Nhật nha anh em. 30 và 1m8. Đó. Ngoại hình còn rất đẹp nha. Cây này thu gọn 40 cm. Cân nặng là 105 g. Ngọn của nó là ngọn 2 ly. Rồi, cây này mã số 4 bán giá 600. Rồi, tiếp theo lên anh em cần lục nha. Cây này còn luôn cái hộp nè, cái hộp và bao cần nha. Cái hộp thì bị mất hết một đầu hộp rồi. Mất đầu hộp nha, thông số trên hộp đọc trước luôn. Đây qua, dài 4,5 m 4 khúc. Thu gọn 122 cm, nặng 690 g. Ngọn 2 ly 8, góc 27.6, cứng 30 nha, 4 khúc nha, còn bao hộp đầy đủ hết. Ngoại hình này rất đẹp nha anh em. Cán gỗ nè, ngoại hình rất đẹp, fan Fuji gặp. Hàng carbon. Đây qua caster nha. Ngoại hình rất đẹp, bắt máy Fuji tem vàng. Thông số này em đọc rồi nha. Đây qua caster. Đó cho nên quấn lục xa bờ, cây này quấn lục xa bờ được nha anh em. Mặt bãi bờ biển rất là chắc chắn. Rồi, cái cây này thì rất là mới. Rồi cây này mã số 5 em bán giá 2.2 triệu nha anh em. Mã số 5 giá 2.2 triệu. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em mình là một cái cần Daiwa Fit nha, Fit nhưng Fit mắc tiền, hàng này hàng rất là chất lượng nha anh em, nó không thua về carbon đâu. Đó, rất là mới, cái hàng Olympic, 3 khúc 2 ngọn, 3m, một ngọn cứng 50 và một ngọn cứng 80 nha. Ngoại hình này rất đẹp luôn, rất ok luôn. Đó, giá này anh em câu tẹt ra, sông suối gì, nước hồ, nước mặn, cá gì cũng câu hết. Ra thủy lộ luôn nha, giá cực kỳ rẻ luôn. Cây này cân nặng 515 g, tổng thể có 2 ngọn, 1 ngọn 2 ly và 1 ngọn 2 ly 5. Cây này mã số 6 bán giá 700. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình cái cây này cái bao xin nha. Bao nở tê bao xịn luôn, bao da trên này luôn. Đó. Tê xịn sò luôn nha.
Cây này quá chất lượng luôn à. Cây này Isuzu biển nha, cứng nằm khoảng số 8 gì đó, tập đọc số 7 số 8 nha. Đó, hàng rất là chất lượng nha. Cây này hàng xịn sò luôn, cây này bên Nhật giá rất là cao như thế nè. Cái nắp chụp thôi 300-400 ngàn cái gì đó, nắp chụp đây nè. Đó, cây này là hàng nở T bầu lớp, hàng cực kỳ đẹp luôn. 5m4 mh nở T nha, Isuzu biển cho anh em quýnh Isuzu bạo lực, phen là phen Fuji biển xích luôn nè. Phen xích biển bộ phen đáng đồng tiền bắt gạo ha. Đó, phen xích phôi nè, sóng bầu lớp 2 da. Đó, chỗ này nó có sờn tí nha nè. Còn lại tổng thể là đẹp nè. Nó tổng lại rất đẹp nè, nguyên zin nguyên bản, ngọn sắn tới ngọn luôn nè, sắn bù lớp tới ngọn luôn. Đó. Cần giá đáng chơi sưu tầm vậy nè. Anh em mà quýnh Isuzu biển bạo lực giúp cái này. Giá nói chung rất hữu nghị. Cân nặng là 660 g. Dài 5m4. Ngọn cây này là 2 ly 2, 2 ly 1. Rồi, cây này thì mã số số 7 bán giá 2.8 triệu nha nè. Rồi tiếp theo lên cho mình cần lục. Đó, cây cần súp nha. Ruby Caster 34.2 trước về đường gặp nha. Cây kia em bán rồi, còn cây nữa em lên luôn. Anh em là chốt luôn nha. 34.2 Ruby, cây này hàng Korea xuất Nhật nha. Ngoại hình đẹp. Nó tem xuất Nhật cứng 30, bắt máy Fuji, fan Fuji nha. Bộ fan Fuji rất đẹp. Ngoại hình còn bóng này nhưng mà nó có xây sát nhẹ này. Nè, xây sát nhẹ cho nó vào chỗ này nha. Nhưng mà phôi còn đẹp, còn bóng lắm. Xây sát một vài chỗ. Cứng 30. Đây, ngọn khá to. Rồi, cây này cân nặng là 424 g. 424 g, ngọn 2 ly 8. Cứng 30 và 4m2. Cây này mã số 8 bán giá 1.4 triệu nha nè. Rồi tiếp theo lên trên ISO nha, một cái ISO khen nhỏ, cây này rất là hiếm nha nè, thông số quá trình chuẩn luôn, anh em nào gặp thì mua nha, nếu không có cơ hội mua lại. Cây này hàng Shimano, bắt mắt Fuji, fan Fuji nha, Shimano Holiday, đọt 3, dài 3m3, thông số quá trời đẹp, hàng Indonesia nha, còn lại là bóng đẹp cực kỳ, nguyên zin nguyên bản 100% đó luôn. Thôi nè, mới chát. Rồi mới chát luôn. Đây, rồi. Cây này thì cân nặng là 135 g nha. Ngọn 1 ly 2 ly 3. Rồi, cây này thì mã số 9 nó bán giá 1 triệu nha. Cây này người khác họ bán đến 1 triệu 2 triệu 3 gì lận. Em bán giá 1 triệu, cần rất mới rất đẹp luôn. Rồi tiếp theo lên cho anh em cái cần tay lóng ngắn nha, cây này còn bao. Đó, cần tay lóng ngắn, cái này hàng của hãng Alpha King. Đây, tem nội địa Nhật nha em. Đây, dòng Super Special. Bản đặc biệt luôn, 3m6, cứng khoảng 3H, 3H rưỡi nha nè. Nó còn lại là phôi là như mới. Phôi gần như là chưa sử dụng, chưa xuống nước đó. Nguyên zin nguyên bản hết của nó luôn. Đây, ngọn là nguyên zin nguyên bản nha nè. Đó, cây này nó nặng 36, cứng là khoảng 3H, 3H rưỡi, nặng 71 g, ngọn 0.6. cây này mã số 10 bán giá 600 nha. Tiếp theo là ISO phen lớn, sung lớn này, cái chuôi cần đây, hàng carbon nha nè. Đó, bắt máy Fuji 4 giờ 4m rưỡi nha, đọt 4 giờ 4m rưỡi, hàng carbon, cây này hàng Korea xuất Nhật nha. Fan Fuji, bắt mắt Fuji, thông số quá đẹp luôn. Đó, phôi vẫn có vết chày 500 nit nha em, còn tổng thể phôi vẫn còn mượt. Đây, tổng thể phôi vẫn còn mượt, mượt mà luôn. Còn xoắn gần. Đó, thông số rất đẹp nha. 4.5 mét, cân nặng là 289 g. Rất nhẹ. Ngọn 2 ly 1, góc 22. Rồi, cây này là mã số 11, bán giá 800 nha.
Rồi tiếp theo là cho anh em ISO, ISO hàng carbon, hàng Shimano, rất đẹp, tem xuất Nhật đây. Đó, cây này rất nhiều anh em mua nha, rất nhiều anh em đang sử dụng. Nó bắt mắt Fuji, Fuji đọt cứng này, đọt 3, vậy nên mét tư, cây này hàng Singapore nha nè, Shimano Singapore Holiday. Đó, ngoại hình rất đẹp, rất mới luôn. Cái cây này toàn hàng em tuyển không, nó hàng Fuji. Thôi đây, không mới chát à. Đây nó rồi, thông số chi tiết 310g, đọt 3 và 5m4, ISO phen nhỏ, ngọn 1 ly 4. Cây này mã số 12, em bán giá 1 triệu nha. Rồi tiếp theo lên anh em cần lưu máy đứng, cần lưu máy đứng cái hàng carbon nha anh em, cái mút Eva. Cây này là bắt máy hãng, khoen hãng hết nha, hàng có Romanzone, cũng là hàng Nhật nhưng mà xuất xứ China nha nè. Đó, nó 7,6, nó dài gần 2m3, 2m28 đó, nó lùa 0.8 đến 5g và nó tải cá từ 1 cho đến 2kg nha. Cây này đọt rất là nhỏ, đọt 0.8 thôi, nó dạng như L, size L, UL vậy ha. Nó dành cho anh em mình câu, anh em chuyên lùa thì size UL, anh em câu cái gì anh em biết rồi ha. Hàng carbon 2m28, cân nặng 119g, ngọn 0.8, cây này mã số 13, giá 500. Rồi tiếp theo lên cho anh em cái cần tay, cái cần tay lóng dài cho nên còn cái bao ha. Đó, cái này hàng có Ryobi, nội địa Nhật nè, mới chát à. Ryobi nội địa Nhật nha, tem nội địa Nhật đây. Cái này dòng đời mới nha, dòng Super Titan luôn, Titan Super nè, 9m. Đó, cây này cứng đều như nè, cứng đều, nói chung cây này rất đẹp, bất loại luôn, chỉ một loại nhỏ chỗ này. Cái này nó vận chuyển cái hàng khác đè lên nó cắn nè, nó cắn mấp nhẹ tí chỗ này nè, còn rất cứng nha, nó không có bị gì hết, bị lỗi nhẹ chỗ này thôi, em lưu ý nè. Còn lại tất cả đầu lóng cần đẹp nguyên zin hết, rất đẹp nguyên zin, đầu su bu xe 36 ngọn to luôn, phôi rất là mới, nói chung phôi mới lắm nha. Cái chỗ nào có chạy xước em sẽ chậm lại cho anh em xem, còn không có thì em lướt qua hết, phôi rất mới. Anh em nào kỹ thì cái bữa sau cứ nói em quay video chi tiết cho anh em mình xem. Nó cây này tầm khoảng 6h 9m nha anh em, nó chỉ có 300 ngoài gram thôi, có 315g thôi nha, rất là nhẹ, nói chung nhẹ thôi, cây này quấn được ổn nè. Super Titan đâu phải vừa đâu, ngọn 1 ly 6. Rồi cây thì mã số 14 bán giá 2 triệu nha. Số 14 giá 2 triệu. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình là một cái cần tay VIP nha nè, cây này cần tay VIP nha. Đó, cây cần tay thứ nhất là cây này đáp ứng mọi yêu cầu của anh em, hơi khó tính nè. Thứ nhất là anh em phải đồ đời mới, là cây này đã qua đời mới. Thứ hai phải mất in da băng, đây mất in da băng anh em vừa lòng ha. Khỏi nha, còn cây này là chỉ thiếu cái hộp thôi, còn lại là như mới. 3m9 cứng đều như nè, cứng đều 3h rưỡi, ngọn to nè, nút đồ đầy đủ hết. Đó, nói chung là gần như là chưa sử dụng nha nè. Đại qua sóng hay da đời mới. Đây, ngọn nguyên zin nguyên bản, ngọn 1 ly 2 nha. Cân nặng như có 83g à. 3m9 cứng đều. Rồi, cây này thì hàng mắc tiền nha nè. Em thấy người khác họ bán 2 triệu 8, 2 triệu 9 gì đó. Cây này mã số 15 em bán giá 2 triệu 2. Cần có hộp, biết có mới bằng cần em không, chứ cần em là chưa xuống nước đó. Chỉ thiếu cái hộp thôi. 15 giá 2 triệu 2. Anh em mà chơi hàng cao cấp từ quốc cái đó. Rồi tiếp theo lên cho anh em cần 3 khúc nha. Cây này là rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Cần đai qua Bowmet cao cấp luôn đó. Nên cái chui cần chỗ này nó hơi dẹp dẹp nha anh em, chứ không phải nó tròn nha. Nó mấy cái hàng mắc tiền nó hơi làm ngược đời, là lạ người ta. Còn lại là sáng ít hai da, bắt máy cực kỳ đẹp luôn. Cây này là 2m7 3 khúc nha, cứng tầm khoảng 50. Đây, đai qua Bowmet. Cây này giá mắc lắm, anh em có tra thử đi. Cái dòng này nè, cái ngọn sáng ít luôn nè. Đó, 3 khúc 2m7 cứng 50 nha anh em. Cân nặng của nó là 293g, ngọn của nó là 1 ly 8. Rồi cây này mã số 16 bán giá 1,2 triệu nha anh em, giá 1,2 triệu này giá không mua, không biết anh em mua cây nào nữa. Rồi tiếp theo lên cho quý anh em một cần sút lở nha. Đó, hôm trước cây 3m3 bán rồi, hôm nay còn cây 3m nha, nó cũng mới y chang vậy thôi. Nó thì casting cái hàng Suzumi nha, hàng này hàng xuất Nhật,
nó xúc lở 3m, cứng tầm 20 nha, bắt máy Fuji Fuji. Phô thì cực kỳ đẹp luôn, mới chát luôn. Rồi, cây này cân nặng là 175g. Ngọn 2 ly. Rồi, cây này mã số 17 bán giá 600.000 bạc. Rồi, tiếp theo lên cho em cây cần lục. Cây cần súp hàng Daiwa Carbon Whisker. Nó cần phô rất đẹp luôn, nội địa Nhật nè. 6x gân toàn thân, cứng 25, dài 4m, hàng Daiwa nha, Daiwa rồi Swing. Nội địa Nhật nha, cần rất đẹp, nội địa Nhật. Daiwa đang full ship luôn. Whisker nha, tất cả fan xích thì nó có thay fan này rồi nha nè. Một cái fan chạy chỗ này nó thay fan trắng vô nha, fan Fuji xám. Còn lại là fan xích cây này thì bên Nhật họ thay thẳng nha, em không có thay nha. Đó, nó chỉ bị chỗ này thôi, còn lại là phôi 6x toàn thân này, đẹp cực kỳ, mới bóc luôn. 6x đẹp, nội địa Nhật đai qua. Rất đẹp nha. Rồi, cây này cân nặng có 330g thôi. Ngọn của nó tới 2 ly rưỡi rồi. Rồi, cây này thì mã số 18 em dán giá 1,5 triệu rồi nha anh em. Mã số 18 giá 1,5 triệu. Hay khoen rớt giá mất 500.000. 1,5 triệu. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mình cặp like nha. Cây hôm trước còn 1,2 triệu bán rồi, cây có hộp thì cây này nó cưng là chưa sử dụng, không có hộp nha. Đây nè, nguyên bọc màng co luôn, bắt máy với này nha, cây này chưa sử dụng. Nó dòng cặp lai, tem xuất Nhật, cây này hàng của Suzumi nha, dài 2m4 và thông số của nó là dây số 5 nè. Thông số số 5 anh em chuyên cần lai anh em biết ha, hoặc anh em có thể tham khảo thêm. Còn lại là cần đẹp như mới, chưa sử dụng nè, khoen này thì câu muôn thở biết nào hư khoen này. Tất cả này là khoen này là không reset nha. Lai nha, cần rất đẹp, vừa chơi sưu tầm thôi. Nó nặng có 90g mà nha nè, cây này bán mã số 19 bán giá 800 cho anh em mình vừa chơi sưu tầm, còn em tìm hiểu thêm dập like nha. Dòng này dành cho anh em mình câu nghệ thuật, thiên về nghệ thuật hơn nha, 800.000. Rồi, tiếp theo lên cho anh em cần tay lóng dài nha. Cây này lóng dài 8m1, nhưng cái lóng nó bự hơn tay cái em tí xíu, anh thấy không, lóng dài thu gọn tới 1m4 là 1m35 lận. Nó có góc không có xây sát cho anh em. Cây này hàng nội địa Nhật, phôi tốt nè, 8m1, cứng tầm khoảng 6H 5H, 6H nha nè, tôi nghĩ cả 6H carbon xoắn. Rồi nói chung cái phôi nó có chảy xước kiểu này nhiều, xây xác kiểu này nhiều, nhưng mà nó không có lỗi, nó không có tư đầu lóng, nó không có cái gì mà ảnh hưởng đến phôi hết nha. Nó chỉ có sờn xây xác như thế này thôi. Nó vẫn là carbon xoắn, carbon xoắn phôi bông, lòng phôi bông luôn nha. Thì anh em nào thích nhẹ, nhỏ nhẹ mà quýnh cá lớn xa bờ được thì cái này 8m1. Đây, ngọn to đàng hoàng nè. Nói chung cần có xây xước sát nhiều nha, nhưng mà không có đến nỗi quá xấu nha, vẫn tạm ok. Cân nặng nó chỉ có này 168g nha, dài 8m1, 268g, tầm khoảng 5 đến 6H. Ngọn của nó 2 ly luôn, ly 8 2 ly luôn. Rồi, cây này mã số 20 bán giá 1,5 triệu. Số 20 giá 1,5 triệu. Rồi, tiếp theo lên cho anh em cần ISO phân nhỏ nha. Cây này bao đồ của nó hết, nguyên bản của nó hết, chỉ thiếu cái hộp thôi. Cần đẹp lắm. Đây, lóng dài, cái gốc là gốc như cán bóng chày vậy nè. Thon nhỏ gọn lại mới, gần như chưa sử dụng, cái này hàng Suzumi nè. Nó tem là tem xuất Nhật cho anh em, đột 1 dài 5m3. Cây này nói chung cũng vậy, rất là mới, cực kỳ mới luôn. Tất cả fan Fuji, cây này nguyên zin nguyên bản nè. Rồi, cũng như là gần như là chưa xuống nước luôn á. Đẹp cực kỳ, nói chung đó, không có gì để chê, không có gì mà gọi là xước ảnh hưởng á. Nặng 266g, đột 1 dài 5m3, nguyên zin nguyên bản, ngọn 1 ly 4. Rồi, cây này thì mã số 21 bán giá 600 nha. Rồi, tiếp theo lên cho anh em cần dây trong 2 khúc. Cây này hàng Shimano nha. Cây này rất là nhiều anh em kêu em kiếm nè. Hôm nay em về được một cây Shimano bóc mắt Fuji nha. Đây, Shimano dòng Sequin nè. 2m7, 2 khúc, cứng tầm khoảng 120, rất cứng nha nè. Hàng Indonesia. Còn lại là rất đẹp. Đó, cây này anh em về, anh em để dưới đây, anh em câu đi hình phức tạp rồi được câu. Dây trong rồi đó.
không có thì anh em lên một khoen vẫn chừng 100-200 ngàn nữa em công đẹp ga luôn. Cái này anh em đi rua lua rê quấn lóc rừng quấn cá tra rồi hồ dịch vụ vẫn được nha, rất cứng, cứng 120 phôi cực kỳ tốt luôn, mình nghĩ trong hai khúc nha. Cân nặng là 300 g đúng, ngọn là 3 ly rồi. Cái này thì mã số 22 bán giá 800 ngàn như thế này. Tiếp theo lên cho anh em một cần tay lóng dài, một cái cần tay lóng dài đây, tem nội địa Nhật nha. Cây này một là hãng của Tokyo, hai là hãng của thằng Olympic nha, hai hãng đó em dịch không được nên em không biết nha. Cây này cứng đều khoảng 3,5 h nha, 3,5 h nha. Đây, cái đầu lóng nó có chống nổ nè, nó có thêm một lớp chống nổ đầu lóng nha, 3,3 m. Cây này cứng nảy nè, tất cả đầu lóng nó có chống nổ, phôi vẫn còn mượt mà ngon lành, ngọn lông phụng đàng hoàng nha nè, 3,3 m. Rồi cây này cân nặng có 67 g à. Đó, ngọn 0,7. Rồi cây này mã số 23 em bán giá 600 ngàn rồi nha nè, em ba giá 600. Đây tiếp theo lên em cây rút mini nha. Đó, cây này ngoại hình đẹp nè, cây này hàng Suzumi bắt máy Fuji, phân Fuji nha. Cây này Suzumi made in China, sản xuất từ nhà máy China nha nè, xuất Nhật. Đây 22m4 nha, những cái dòng cần này nó cứng toàn thân nha nè, em xuất Nhật. Còn lại là ngoại hình rất đẹp, rất mới luôn. Cây này thu gọn 55 cm, 50 cm rồi nha. Cân nặng 165 g, ngọn 1 ly 6. Rồi cây này mã số 24 bán giá 700. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần hai khúc hai chi đai qua nha anh em. Đai qua hai chi hai khúc sắn hai da đàng hoàng nha. Cần rất đẹp, còn đời mới luôn. Đai qua 15 2m1 nha. Tem nội địa Nhật đây. Sản xuất tại nhà máy đai Taiwan, xuất Nhật, 15 2m1. Hai chi hai khúc nha, cần rất đẹp. Ngọn là ngọn phản quang. Cần Fuji hỗ trợ đầu bu xích. Nguyên zin nguyên bản của nó hết nha. Rồi. Cây này cân nặng 129 g, ngọn của nó 1 ly. Rồi cây này mã số 25 em bán giá 900 nha nè, mã số 25 giá 900, cần đẹp, rất đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp theo lên cho nên mình cần lua máy đứng nha. Đó, cái mút nè, bắt máy nè, rất là độc đáo. Máy Fuji Daiwa chính hãng. Cây này phôi cực kỳ tốt nha, rồi caster nè, rồi caster ít nha. Cây này thông số cũng đẹp nữa, nó bản special luôn nha. Cây này bán đặc biệt luôn. Đây, cây này sản xuất tại Taiwan. Dài 6 feet 6 là 1m98. Size ML, lua từ 3 phần 16 đến 5 phần 8 OZ, thải cá từ 3 cho đến 7 kg. Nó còn lại cần rất đẹp nha anh em. Cái Fuji tất cả phần Fuji hết. Đây, cái phôi cây này là đỉnh luôn nha. Giá này anh em không mua thì khó lòng lắm. Nặng là 136 g. Ngọn 1 ly 8. Rồi cây mã số 26 bán giá 900 nha, tầm giá 900 khó rồi, cái cần lua xịn lắm nha. Tiếp theo lên cho anh em mình là một cái cần lua rút. Đây, rồi cần lua rút bắt máy Fuji nha, bắt máy Fuji, Fuji. Cây này hãng của Suzumi nè, Shaw Water nè, chuyên quấn lua gần như nè. Đó, dài 3 m, lua từ 7 đến 21 g, tải cá từ 4 đến 20 là bao nè, cần Fuji. Mà hình đẹp nha nè. Đó, ngọn zin của nó luôn. Anh em mà thích lua rút, lua gần quấn cây này. Cân nặng là 227 g. Ngọn của nó là 2 ly. Ngọn của nó 2 ly nha anh em. Rồi, cây này mã số 27 bán giá 700. Tiếp theo lên cho anh em mình là một cái cần rút nha, rút lở lở nha anh em. Cái ISO á. Bắt máy Fuji nè. Đây, hàng Olympic nha anh em, 2m7, đọt tầm ở số 1, số 2. Đó, chuyên cho anh em quấn bè, cái này câu tôm, câu bè rồi đó. Câu tôm, câu bè, cá tráp, cá hành đâu đó. Đọc phần Fuji. Đây, phôi mới chát. Cực rất đẹp, phôi mới chát à. Ngọn này ngọn tầm số chắc số 2. Số 2, 2m7 nha nè. Đó, mấy cái này giá cũng ok. Cân nặng 119 g. Ngọn 0,6. Mà số 28 giá 700. Tiếp theo lên cho anh em mình có cần tay trợ máy nha. Cây này hàng Ruby. Đây, tem là tem xuất Nhật nha, hàng Korea xuất Nhật, cây hàng Ruby. Bắt máy Fuji.
bắt máy nó hơi xấu nha, mấy chỗ chỉ này nè, cái chỉ cho bắt máy hơi xấu nha, cần còn đẹp long lanh luôn. Và 3m9 carbon tiết nha, dòng ruby carbon tiết, cây này là đó, phone thì còn mới chát à, bóng đẹp mới chát, cây tầm bóng 4h hơn như nè, thẳng tưng luôn. Nó anh em không thích em cứ về tháo phen bỏ, anh em là cần tay nha, khi cần tay, nếu mà cần tay nó thì 4h rất là khó, chỉ có mấy cây này mới được 4h mà cứng nè, cứng toàn thân luôn. 39 nha, cân nặng của nó là 162g, ngọn 0.8, mã số 29, giá 900.000. Rồi tiếp theo lên cho anh em cần dây trong nha, cần góc nó xấu như thế này, nó có đuôi nó xấu như thế này nha, anh em về chưa có nha, cây này hàng đai qua em bán giá rẻ luôn, đai qua hồ lóc rút dây trong, bắt máy Fuji nha, cứng 50 và 3m1, cây này cũng hàng tốt, cũng đai qua Interline nè, sản xuất từ Korea nha, xuất Nhật, fan Fuji, cây chỗ này nó hơi xấu trầy tí, phô thì rất chất lượng nha, không ảnh hưởng gì hết, nên mà thích giá rẻ mà dây trong thì cây này 3m1 cứng 50, hàng đai qua nguyên zin nguyên bản của nó hết, xấu cái gốc thôi, phía đầu lõng cân nặng 326g, ngọn tới 3 ly gửi luôn. Rồi cây này thì mã số 30 bán giá 500. Tiếp theo lên cho anh em mình, nó tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần ISO nha, ISO VIP như nè, cái này hàng đai qua VIP luôn, mấy chỗ này dơ thì về chùa sạch và đẹp lắm, bắt máy titanium luôn nha nè, đai qua đó, cái này hàng VIP cũng đai qua nha, S-Sport nè, cũng carbon whisker power mat nha, cây này đọt 1.5 về 6m3 nha nè, cho 5m3 62 da đây, cây này là hạ tay cũng rất là ok, tay này có 4h á. Đây tất cả fan Wuxit như nè, có mấy cái fan dẫn cái này đã bị thay nè, nó thay thành fan Wuxit xám nha, bên Nhật họ thay sẵn, em không có thay. Đó, mấy fan dưới là fan Wuxit nha, còn lại là phô xoắn hay da nè. Đây, phô xoắn ít hay da đàng hoàng, đẹp cực kỳ không, cực gớm luôn. Cây này có định vị lóng rồi nữa nè ha, vị lóng này đủ hết nè, đừng bị lóng, đừng bị khoen rồi nữa. Đó, cần như vậy nha nè, rút ra cần cũng hơi khá thẳng á, 228g, ngọn 0.8, cây này mã số 31 bán giá 1.600.000 nha nè. Tiếp theo lên cho anh em mới cần hai khúc đai qua hồ lóc luôn, đây, tem nội đi Nhật nè, đai qua hồ lóc nè, rất đẹp rất mới luôn. Đó, bắt máy, mấy bắt máy này nhìn sao nó hấp dẫn ghê đó, mới rất đẹp, cứng 32.7 nè, đai qua bầu mesh luôn, cũng là hàng cao cấp cũng đai qua luôn, nó sắn hai da đàng hoàng, fan Fuji xám đồ hỗ trợ đồ bu xích nha nè, này hỗ trợ xích môi trề nè, nó phô là phô sắn hai da, bán giá sập sàn cho anh em mình luôn. Gram 32m7, ngọn 2 ly. Rồi cây này mã số 32 giá 1.200.000, nó giá 1.200.000 giá rất ưu đãi nha. Tiếp theo lên cho anh em mình có cần tay, cây này bao zin của nó, cần tay đây đẹp như mới, hãng tên TFC nha nè, cây này hàng đồ đi Nhật nè, dài 4,5 cứng đều, đồ đi Nhật 100% nha nè, cây này cũng dài chi thiếu cái hộp thôi, nút đồ cần đồ để đủ hết, bao zin luôn, túi zin của nó luôn, chi thiếu cái hộp thôi, phôi cần thì gần như chưa sử dụng. Nói chung nguyên zin nguyên bản, chi thiếu cái hộp thôi, ngọn lông phụng rất mới luôn, gần như chưa sử dụng nha. Để em thử cây này nó tầm mấy hát, cây này tầm 3h 3h30 như này, cũng khá nảy á, ngọn lông phụng. Rồi cân nặng 120g, ngọn 0.6, cây này thì mã số 33 bán giá 1.000.000 nha.
Rồi, cây cuối cùng trong video hôm nay gửi đến một cái cần súp nha em. Súp carbon, nó thấy đẹp ghê không? Cũng hới nè, một màu đỏ nha. Súp carbon Sport Sinato 4m2 nha. Bắt máy Fuji tem vàng. Đây, phôi bóng 7 đàng hoàng luôn. Tất cả đều được fan Fuji hết. Phôi màu xanh rêu nha, Fuji nguyên bản của nó hết luôn nè. Cứng tầm khoảng 25, 27 và 4m2 nha em. Nó cái ngọn là cùng màu hết. Còn xoắn, cần nói chung còn rất đẹp. Rồi, cân nặng cái này là 380g, 4m2 cũng rất nhẹ ha. Ngọn 2 ly 6. Rồi, cây này mã số 34 là giá 900.000. Đó là tất cả những video hôm nay nha. Nó không rài, nói chung em bị cái điện thoại nên giật hoài, chế nhiều cái quá. Rồi, video hôm nay em lên hơi nhanh nha nè. Thì anh em nào vui lòng chốt đơn thì chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035 nha. Anh em muốn tìm hiểu thêm video quay gì đó, thông báo gì đó, tôi nói em. Thì sáng mai em sẽ cung cấp thêm đầy đủ hết cho quý anh em mình. Rồi, thì em cũng xin kết thúc video tại đây ha. Em chúc anh em mình nhiều sức khỏe, may mắn và thành công. Hẹn gặp lại anh em trong video sớm nhất nha.